Ôi, củ lò rất là đẹp luôn mọi người. Khi cầm vào cảm giác rất là cứng và rất là chắc chắc chắn. Khung thì được sử dụng bằng khung khung nhôm nguyên khối, rất là cứng cáp luôn mọi người. Chào tất cả mọi người, thì chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với channel. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới mọi người một dòng sản phẩm, và đây là một thương hiệu đến từ Trung Quốc. Thì một thương hiệu đến từ Trung Quốc thì nó có sự khác biệt như thế nào với những dòng hàng OEM, ví dụ như là hàng JBL hoặc là hàng Bô hoặc đa số rất là nhiều dòng khác được OEM, được Trung Quốc làm nhái lại, thì hàng chính hãng và hàng OEM nó có sự khác biệt như thế nào thì chắc mọi người chúng ta cũng nắm được rồi ha. Thì một số dòng hàng OEM ví dụ như là của JBL chẳng hạn, thì các anh đặt hàng sau đó thì các anh dán mác này kia lên thì nó là hàng JBL, thì nó là đó là rất là nhiều những dòng hàng nhái, ví dụ như Bô chẳng hạn. Còn bên mình thì không có bán hàng nhái, để hàng chính hãng mọi người ha. Rồi quay trở lại với chủ đề chính, thì đây là dòng DMX, là một thương hiệu đến từ Trung Quốc và được gia công lắp đặt tại Trung Quốc. Nó là hàng những dòng hàng chất lượng cao. Thì với những dòng hàng chất lượng cao thì mà của Trung Quốc thì mọi người chúng ta sẽ hình dung như thế nào về cái chất lượng cũng như là về cái độ bền rồi cái chất của Trung Quốc khi họ làm ra những dòng hàng trung ương, hàng chính hãng của họ thì nó sẽ như thế nào so với những hàng OEM. Thì mình sẽ không để mọi người chúng ta phải chờ lâu, thì hôm nay thì mình sẽ khui ruột ra để mọi người xem cái phần thiết kế bên trong cụ loa và cũng như các cái khâu hoàn thiện bên ngoài và bên trong của loa nó như thế nào. Ok, thì đây là mặt phía sau của loa và đây là phần trạm loa mọi người ha. Thì ở phần này thì chúng ta thấy vào đây nó có một cái tem chống hàng dạ và DMX. Này thì chúng ta chú ý này, những cái dòng loa mà khi chúng ta thấy rồi phía sau rồi là nó có serial number đầy đủ này, rồi made in của China, thì đây là những cái dòng hàng trung ương, hàng chính hãng mọi người ha. Còn mà những dòng hàng OEM, hàng nhái này kia thì rất ít khi được ghi những cái phần chữ made in của China như thế này. Ví dụ như những số dòng hàng JBL nhái chẳng hạn thì nó cũng sẽ không bao giờ dám ghi cái chữ made in China như vậy đâu mọi người ha. Rồi có đều có series chúng ta có thể check mã vào đây và mình sẽ thử check xem nhá. Để xem cái nhà phân phối của nó là ở đâu. Mình sẽ check mã. Đấy. Nó sẽ ra ngay lập tức thông tin đầy đủ của nhà phân phối, mọi người thấy không? Đấy, rồi thì mọi người chúng ta có thể là tìm hiểu thêm các cái thông tin của dòng sản phẩm này. Thì dòng này thì ở miền Trung miền Bắc á, thì cũng có từ lâu rồi và cũng rất là được nhiều người ưa chuộng. Còn gần đây thì mới xâm nhập vào thị trường ở miền Nam. Ok, thì khi mình xem qua cái tổng quan thiết kế bề ngoài của loa á, thì về vấn đề chất liệu gỗ và sơn này kia của loa cũng được thiết kế cũng rất là cứng và được phủ một lớp sơn cũng rất là dày, chống nước rất là tốt, cũng không khác chi là chất liệu gỗ và cũng như lớp sơn của hàng châu Âu. Thì mọi người chúng ta có thể ghé chúng ta rờ và chúng ta xem thực tế để chúng ta đánh giá xem là cái chất lượng gỗ và cũng như là cái phần sơn của nó như thế nào, nó có giống với những dòng hàng châu Âu hay không. Và mọi người sẽ chú ý vào đây cho mình ha. Loa đều có những cái ốc ke như thế này, rất là cứng cáp luôn mọi người này. Một con và hai con, đây là những cái ốc ke được gia cố. Thì mọi người nhìn vào đây mọi người sẽ thấy được rằng cái thùng loa họ làm rất là tỉ mỉ và cái độ chắc chắn rất là cao luôn. Đều có những cái ốc ke như vậy hết. Phần hai bên hông nói chung là đều có hết. Đây là những cái ốc ke nó giúp gia cố cái thùng được trở nên cứng cáp hơn. Trường hợp mà khi thùng chúng ta làm không chắc mọi người, thì chúng ta đánh sử dụng một thời gian á, thì các cái phần giáp muối như thế này nó sẽ bị nứt. Còn với những cái chất lượng gỗ tốt, hàng chuẩn, thì khi chúng ta sử dụng một thời gian dài thì các cái vết nối như thế này nó sẽ rất là ok, nó sẽ không bao giờ bị nứt. Chúng ta xài mãi mãi đi nữa nó sẽ không bao giờ bị nứt. Còn những dòng thùng mà thùng hàng nhái này kia chúng ta xài một thời gian, những cái vết dép muối như thế này đều sẽ bị nứt và sẽ bị rạn hết mọi người ha. Và nó sẽ rất ít có những ốc ke như thế này. Đó, chúng ta thấy sự khác biệt. Và loa sẽ được có nơi để chúng ta bắt bát, treo đứng hoặc là có thể đeo nằm đều được ok hết.
ốc thì được sử dụng ốc ốc len tán. Chúng ta có thể xem tỉ mỉ cái con ốc của nó xem có giống như dòng dòng hàng châu Âu hay không. Đó mọi người ha. Thì cũng đều được sự ốc thì đều cũng được phủ một lớp sơn và sử dụng ren mịn. Ở trong này thì trong phần thùng sẽ có một con tán được ép trong giữa cái phần gỗ này. Đó, nó không khác gì là cái thiết kế thùng của hàng châu Âu cả. Đó. Thì Trung Quốc là làm một cái Trung Quốc một khi họ đã làm một cái gì mà hàng hàng chuẩn rồi á thì mọi người chúng ta sẽ đánh giá được cái độ mà cái khâu hoàn thiện của nó của họ rất là cao. Còn về chất âm thì lát nữa mình sẽ mời mọi người chúng ta sẽ nghe thử cái chất âm. Thì mình cũng đã có nghe qua rồi, cảm thấy nó ok thì mình mới xác định là review. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ khui xem cho mọi người cái mặt lưới. Thì đây là mặt lưới được phủ một lớp vải lưới, nó giúp là chống nước tạt trực tiếp vào và cũng chống bụi bẩn này kia. Ngoài ra nữa thì nó cũng có tác dụng là lọc âm. Bên trong này là một lớp lưới rất là cứng và được phủ một lớp sơn tĩnh điện. Rồi, thì bây giờ mình sẽ khui mặt lưới ra và khui ruột ra. Rất là cứng. Mình thấy mọi người thấy cho cái chú ý cho mình này. Cái mặt lưới của họ, lưới cái mặt lưới với lại cái viền gỗ của họ, họ làm sát sàn lẫn nhau luôn. Nói chung là cái khâu hoàn thiện cũng khá là ok luôn. Không có bị là sục sịch hay là bị cái nhô lên cái thấp xuống đâu. Đấy, nó khác hoàn toàn với những dòng loa loa hàng OEM hàng nhái. Ta sẽ thấy được sự khác biệt của hàng chính hãng của Trung Quốc nó sẽ như thế nào. Đây là cái lớp lưới mà mình vừa được tháo ra. Lưới được thiết kế rất là thông minh. Đến đây họ dập xuống và được gấp được bẻ uốn xuống. Và sau đó thì trong này nó có một cái ngàm như thế này. Đó, thì xong khi đó sẽ nhét vào. Đó, xong rồi cho vô ngàm mới là xong. Nhìn nó rất là thẩm mỹ luôn mọi người ạ. Đó, để phần mặt lưới của loa mình sẽ bỏ qua một bên này đã. Và đây là cái phần mặt loa mọi người ha. Thì loa thì được sử dụng bằng gân vại và được phủ một lớp dầu bóng như thế này mọi người thấy này, để tăng thêm cái độ bền và cái độ dẻo dai cho cái độ dao động của loa khi loa nó khi cái màng loa nó dao động. Đó. Nói chung là cái phần sơn dầu này thì những cái dòng loa cao cấp thì cũng được sử dụng những cái dòng loa sử dụng một lớp sơn dầu và được sử dụng bằng gân vại như thế này. Rồi thì bây giờ mình sẽ khui ra. Thì tất cả ốc của mọi người thì đều sử dụng ốc ren hết, ren mịn hết. Trong này trong gỗ á, sẽ được ép con tán ở trong này. Nói chung là nó y như những cái dòng hàng chất lượng cao hàng châu Âu luôn mọi người ạ. Về vấn đề thiết kế và cái khâu hoàn thiện của loa. Nhìn con ốc là chúng ta thấy nó đã xịn rồi. Trong lúc tháo thì mình cũng sẽ nói sơ qua về cái thông số luôn. Thì loa này đạt tần số là từ 58 lên tới là 19 kHz và công suất của loa đạt là 200W rưỡi mét hoạt động liên tục và dB của loa đạt tới 96 dB ở rưỡi mét. Thì với cái công suất như vậy cũng khá là cao ở một chiếc loa 2,5 tấc. Ôi, cụ loa rất là đẹp luôn mọi người. Khi cầm vào cảm giác rất là cứng và rất là chắc chắn. Khung thì được sử dụng bằng khung nhôm nguyên khối, rất là cứng cáp luôn mọi người. Đó. Và từ và côn cũng rất là to, côn này côn 6 mấy mọi người đó. Mà nhện loa rất là cứng cáp. Đây. Dòng DMX là một thương hiệu của Trung Quốc và được gia công với cái công nghệ của Italia. Đó. Rồi từ cái màng loa chúng ta cũng sẽ thấy được rằng cái nó họ đều chỉnh chu, có số seri đầy đủ của cái màng loa
rồi phần từ cũng vậy, đều có cái mã số của nó đầy đủ hết. Rồi ngoài ra thì loa phần cụ trong sẽ có một cái tem chống hàng giả như thế này. Mọi người chú ý, mọi người chúng ta thấy ha, đây là hàng chống, đây là cái tem chống hàng giả. Nói chung là rất là chỉnh chu luôn mọi người, một cái hàng mà chính hãng của Trung Quốc thì chúng ta sẽ thấy. Ngoài ra nữa thì ở đây cũng có đề công suất của chiếc loa bass này. Công suất của nó là 200W và đánh mức trực kháng là 8 ohm. Đó. Nó ghi thông số này kia rất là chuẩn, chứ không có ghi out như một số dòng loa khác đâu mọi người. 200 của nó là 200 mà nó ghi thật là 200 chứ nó không có ghi là 300 hoặc 400 đâu. Chúng ta cứ hay nghĩ nhầm tưởng là hàng Trung Quốc thì nó sẽ hay ghi out. Thì đúng rồi, sẽ có một số dòng loa OEM á thì nó sẽ hay ghi out. Loa thực chất có 200 thôi, nó ghi lên tới là 500. Thì đó là vấn đề rất là nhiều ở thị trường. Thực chất là khi hoạt động thì may được trăm mấy thôi. Khó nói lắm. Nó còn liên quan tới cái dB, cái cường độ âm thanh nó đạt được ạ. Và cái chất âm của nó nữa. Rồi mình sẽ khui cái cụ tép ra mọi người. Ok mọi người ha, thì đây là cái thiết kế của cụ chép. Thì cho tới cụ chép cũng vậy, chúng ta chú ý vào đây chúng ta sẽ thấy được rằng là tép cũng sẽ được gắn cái tem chống hàng giả. Nói chung là bây giờ thị trường hàng nhái nhiều lắm, cho nên là nhà hàng họ rất là chỉnh chu và chú ý tới vấn đề là cái tem đặc biệt như thế nào để chống được cái hàng giả mọi người. Nói chung là một khi mà đi và đây là cái phần mặt sau của cụ chép. Tức là chung là phần cụ loa mọi người được thiết kế với cái công nghệ của Italia. Đó, nên đều có ghi đây Italia Technology DMX. Thì cụ chép có công suất là 40W và được sử dụng với trực kháng là 8 ohm. Thì nếu như vậy, nếu mà đúng ra thì chiếc loa này sẽ đạt công suất là 240W gì đó. Nhưng mà nhà hàng chỉ làm tròn con số là ghi là 200W. Đó. Thì đây là còn tép thì được sử dụng bằng từ Philips. Đó. Ok. Và đây là cái phần phân tần của loa được thiết kế rất là hầm hố. Đó, cuộn cảm rồi tụ lọc này kia. Chúng ta nhìn vào đây là chúng ta thấy được rằng cái độ chỉnh chu, cho dù một cái phân tần như vậy cũng được gắn tem chống hàng giả. Mọi người thấy ghê không? Thông thường loa thì người ta gắn bên ngoài hoặc là gắn ở một phần nào đó thôi. Nhưng mà anh chàng này anh rất là cẩn thận, anh sợ là người ta làm nhái hàng, cho nên là anh kể cả phân tần đi nữa anh cũng gắn một cái tem chống hàng giả. Đó. Mọi người thấy là cái độ chỉnh chu của nhà hàng họ chỉnh chu như thế nào. Rồi hồi lúc này mình có nói về cái ke của cái thùng loa mọi người ha. Đây là phần cái, mọi người nhìn vào đây mọi người thấy này. Đó. Có bát ke giúp để gia cố cái thùng nó bền và cứng cáp hơn. Trường hợp hình như chiếc loa bị va đập này kia thì nó sẽ có tác động chịu rất là tốt. Có rất là nhiều dòng loa cùng làm ke, nhưng cùng làm ốc ke là ở mặt ngoài đây này. Họ cũng có một con ốc như thế này. Nhưng mà cái phần trong của họ không có đặt ke. Giống kiểu là họ làm thì làm cho có vậy á. Đặc biệt là những cái dòng loa hàng OEM nó xào. Đó. Đây nó làm rất là chất lượng luôn. Tất cả các góc đều có ke như thế này hết, rất là cứng. Nói chung là cái thùng á, khi mình cầm mình cảm thấy rất là cứng và thùng rất là nặng. Đấy là thấy được cái sự khác biệt của cái chất lượng gỗ cho đến tới là cái khâu hoàn thiện của nhà hàng. Nói chung là với một cái thương hiệu của Trung Quốc, hàng trung ương, hàng chính hãng của Trung Quốc, thì mọi người sẽ đánh giá được rằng là cái độ chỉnh chu và cái thiết kế của nó sẽ như thế nào. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ đóng lại, rồi mình sẽ mời mọi người chúng ta sẽ test và nghe thử cái chất âm vào một clip tới. Nói chung là sẽ có ngay thôi mọi người ha. Đây, vào phần cái phía mặt đít của loa thì đều có được trang bị một cái bát để mà chúng ta cắm chân vô, cũng có là DMX cả. Ok thì clip thì mình sẽ xây dựng tại đây. Thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe, và clip khác thì mình sẽ
làm để cho mọi người chúng ta sẽ nghe và test thử cái chất âm của những dòng sản phẩm đến từ thương hiệu của Trung Quốc nó sẽ cho ra như thế nào, để chúng ta nghe, chúng ta cảm nhận, chúng ta so sánh xem, và với chất lượng và những cái giá thành của nó thì chắc chắn nó sẽ rẻ hơn những dòng hàng nhập nhập ở châu Âu rồi đó. Thì mình sẽ chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái tiếp theo sau ha.